Đô lốt giá gốc là cụm từ tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Chúng ta chẳng còn xa lạ gì với ngành hàng đô lốt này, vì đây là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của chị em phụ nữ. Đô lốt giá gốc bán ở đâu? Thường thì chúng ta nghe cụm từ đô lốt giá xỉ. Cũng vậy, đô lốt giá gốc cũng có thể hiểu nôm na là thế. Bạn có thể mua được ở những khu chợ sỉ nổi tiếng, những xưởng may chuyên sản xuất đồ lót. Và hiện nay, có rất nhiều nơi bán đồ lót giá gốc. Nên để chọn cho mình một nơi lấy sỉ tốt thì bạn cần có đủ kiến thức về sản phẩm, có mối quan hệ để không bị hớ. Thay vì như vậy, bạn hãy chọn cho mình một xưởng may uy tín. Đồ lót giá gốc ở đâu là tốt nhất? Nhiều người sẽ chọn đồ lót giá gốc ở các chợ đầu mối, chợ sỉ. Nhưng ở đây, bạn không biết rõ nguồn gốc xuất xứ của chúng. Bạn cũng không biết có thật là giá gốc hay không, vì ở đây rất nhiều, rất đa dạng chủng loại. Thay vào đó, xưởng may đồ lót giá gốc lại là một lựa chọn không tồi. Bạn đến với những xưởng may sẽ không có nỗi lo mua đi bán lại qua tay trung gian. Hay chất lượng nguồn gốc sản phẩm không đảm bảo. Cách để tìm kiếm đồ lót giá gốc. Bạn có thể tìm kiếm những nơi buôn bán đồ lót giá xỉ thông qua mạng Internet. Tìm kiếm trên Google, YouTube và các trang mạng xã hội những xưởng may chuyên kinh doanh đồ